Vâng, những trường hợp test nhanh liên tục như phóng sự chúng tôi vừa phân tích rõ ràng là một sự lãng phí và đây là một khoản chi tiêu không cần thiết. Test nhanh vào thời điểm này đang là nhu cầu thiết yếu và chính đáng của người dân. Vậy người dân cần phải test nhanh như thế nào cho hợp lý và khoa học? Sau đây sẽ là khuyến cáo của các chuyên gia. Các chuyên gia khẳng định, người dân càng bất an thì càng test nhiều. Và càng test nhiều thì lại càng bất an vì kết quả không biết có chính xác hay không. Chuyện test một vạch, hai vạch, vạch đậm, vạch nhạt được bàn luận phổ biến trong thời điểm này. Các chuyên gia cho rằng, test thường xuyên gây tốn kém, không cần thiết, ảnh hưởng đến tâm lý. Người không có triệu chứng thì không cần xét nghiệm. Mà F0 khi đã bị rồi thì tốt nhất là khoảng 5 ngày sau mới làm một lần. Và nếu dương tính thì độ 3 ngày sau mới làm lại. Còn nếu âm tính thì khoảng 2 ngày sau làm lại. Nếu hai lần đó âm tính rồi là coi như là hết virus. Còn nếu F1 thì cũng không nên hốt hoảng. Và ngày nào cũng làm. Mà chỉ làm gì? Làm khi nào mình có những cái dấu hiệu chỉ điểm đã bị nhiễm. Tôi lấy ví dụ có sốt, có ho, có đau mỏi cơ, vân vân thế. Chứ đừng cứ nghĩ rằng là mình đã ở cùng với gia đình, với người có F0 thì ngày nào mình cũng lo lắng và phải xét nghiệm. Rất tốn kém và không cần thiết. Đấy. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người có triệu chứng như ho, sốt, đau họng, chảy nước mũi nên test. Nếu dương tính thì tự cách ly tại nhà, liên hệ y tế để được bác sĩ tư vấn. Ai đã tiêm đủ vaccine, 5 hoặc 7 ngày sau khi phát hiện dương tính thì test lại. Kết quả âm tính là có thể đi học, đi làm. Trường hợp vẫn dương tính thì đợi đủ 10 ngày, không cần xét nghiệm lại, có thể hoàn thành cách ly vì không còn khả năng lây nhiễm. Nếu người chưa tiêm đủ vaccine thì đến ngày thứ 10 kể từ khi dương tính cần test lại. Nếu kết quả âm tính thì hoàn thành cách ly, nếu vẫn dương thì đợi đủ 14 ngày, không cần xét nghiệm, có thể hòa nhập cộng đồng. Với trẻ em, virus thường đào thải nhanh hơn, trẻ có thể thực hiện test nhanh, kiểm tra vào ngày thứ 3 hoặc ngày thứ 5. Nếu sau 3 hoặc 5 ngày vẫn dương tính, thì đến ngày thứ 7 có thể hoàn thành cách ly mà không cần xét nghiệm với trẻ đã trích ngừa và chỉ test nhanh lại với trẻ chưa tiêm vaccine. Bên cạnh đó, theo các bác sĩ, sau khi đã dương tính, mọi người không lăn tăn vạch mờ, vạch đậm bởi chúng không có giá trị tiên lượng bệnh nặng hay nhẹ, chỉ thể hiện khả năng lây ít hay nhiều. Đôi khi độ đậm nhạt của vạch còn do nơi quẹt lấy mẫu. Ngoài ra, không cần lo lắng khi triệu chứng rất nhanh hết, nhưng hai vạch nhiều ngày, bởi quan trọng nhất với F0 là mau hết triệu chứng. Có ai có triệu chứng thì chúng ta thực hiện xét nghiệm, thế để chúng ta test, để chúng ta biết được rằng là mình đang bị nhiễm virus SARS-CoV-2, và nếu có ai đó trong gia đình mà bị tiếp tục có triệu chứng thì những người đó cũng đã có virus SARS-CoV-2 rồi, chúng ta không cần thiết phải test những người tiếp theo. Thế rồi tôi cũng khuyến cáo rằng những các cái test để giải quyết cái vấn đề tò mò và nghĩ rằng test đậm, test nhạt hoặc là đã hết chưa thì cái điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Người có triệu chứng nhưng test âm tính thì cũng không nên xét nghiệm lại thường xuyên. Trong trường hợp này, âm tính có thể là do những bệnh khác như sốt siêu vi, cảm cúm, không phải COVID-19. Để loại trừ nguy cơ mắc bệnh rồi lây lan, người bệnh có thể tự điều trị các triệu chứng, theo dõi sức khỏe, cách ly ở nhà hoặc đi làm thì giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tuân thủ 5K.